Alo, sự kiện bán hàng đồng giá chính hãng, sự kiện bán hàng đồng giá chính hãng, sự kiện bán hàng đồng giá, sự kiện bán hàng đồng giá chính hãng, sự kiện bán phụ kiện chính hãng đồng giá 19.000, 29.000, 39.000, 49.000. Từ những quốc gia lớn trên thế giới như Đức, Nhật và Mỹ và những thương hiệu lớn như Bosch, Makita, Fujiya và Stanley. Ngày hôm nay chị Hi ở trong ngày hôm nay sự kiện bán hàng đồng giá, bán phụ kiện đồng giá chính hãng đến từ những thương hiệu lớn như Bosch, Makita, Fujiya và Stanley và những quốc gia lớn trên thế giới như Đức, Nhật Bản và Mỹ. Ngày hôm nay duy nhất trong ngày hôm nay bán hàng đồng giá, phụ kiện đồng giá chính hãng chỉ 19.000, 39.000, 99.000 phụ kiện đồng giá chính hãng. Ngày hôm nay chúng ta có dao lọc giấy cán nhựa chính hãng của Stanley nhập khẩu từ Mỹ chỉ có 19.000 thôi. Tô vít ba ke và vít dẹp đồng giá 39.000. Thước cộn thước thủy nhựa đồng giá 99.000. Kem điện 15 cm. Chính hãng của Stanley nhập khẩu từ Mỹ có giá 149.000. Bao tay chống cắt và bộ 3 miếng chùi rửa thế hệ mới 4 mặt màu cam chỉ có 19.000. Bao tay chống cắt và bộ 3 miếng chùi rửa, lưu ý là đến 3 miếng là nha, 3 miếng chùi rửa mà chỉ có 19.000 thôi. Mũi khuyết gỗ đuôi cá xếp cách, mũi khuyết gỗ đuôi cá xếp cách chỉ có giá 39.000. Mũi khoét gỗ đùi cá thương hiệu xếp cấp 17 ly, 18 ly chỉ có giá 39.000. Mũi khoan chui SDS Blood giá trị 39.000. Mũi khoan chui SDS Blood thường thì giá của món hàng này phải trên 100.000, nhưng chỉ trong hôm nay chỉ có giá là 30. Trong ngày hôm nay chúng ta còn có dao lọc giấy cán nhựa Stanley nhập khẩu từ Mỹ có giá 19.000. Bút thử điện điện tử Stanley nhập khẩu từ Mỹ có giá chỉ từ 19.000. Bộ lục giác 8 cây thế hệ mới có giá 99.000. Súng bắn treo 15W thương hiệu Stanley có giá 139.000. Bộ vít 2 cây thương hiệu Stanley có giá 129.000. Cưa cắt cành, cưa đá lửa Stanley có giá 169.000. Khung cưa sắt, khung cưa sắt chỉ có giá 119.000 thôi. Dao lọc đa năng Stanley chính hãng nhập khẩu có giá 99.000. Bên cạnh những thương hiệu lớn như Stanley từ Mỹ thì chúng ta có thương hiệu Bosch đến từ Đức. Bộ mũi khoan tường Bosch 3 món đến từ Đức chỉ có giá 59.000. Bộ mũi khoan tường Bosch khoan được cả bê tông gồm 5 món có giá 79.000. Bộ mũi khoan tường khoan được cả bê tông Bosch 8 món chỉ có giá 129.000. Và bộ mũi rặn vít X-Line Mini 25 món, lưu ý là 25 món nha, mà chỉ có giá 139.000 thôi. Chỉ có giá 139.000 thôi, các bạn sẽ có ngay 25 món, bao gồm 25 mũi rặn vít X-Line Mini. Ngoài ra, từ thương hiệu Bosch ngày hôm nay chúng ta còn có máy khoan GBM6RE, máy cọ rửa vệ sinh đa năng dùng pin, chống nước, có thể cọ dễ dàng mọi nơi và mọi vết bẩn. Chúng ta còn có máy khoan GFB13RE tặng kèm luôn 100 món phụ kiện và có máy khoan pin Bosch GFB180Li. Bên cạnh Bosch thì đến từ xứ sở hoa anh đào Nhật Bản, chúng ta có thương hiệu Fujiya mang đến là kìm mỏ ngắn, kìm cắt Fujiya, kìm cắt cáp, kìm răng, kìm mỏ ngắn, kìm mỏ dài, kìm cắt nhựa, kìm cắt mini, kìm cắt cáp, kìm cắt mini, kéo cắt cành, tất cả đều là thương hiệu Fujiya, thương hiệu lâu đời đến từ Nhật Bản, chuyên làm kìm luôn. Đây là một thương hiệu chuyên làm kìm mang đến những mẫu kìm vô cùng độc đáo mà chỉ có giá từ 129.000 thôi. Ngoài ra đến từ xứ sở hoàn đào chúng ta còn có thương hiệu Chikamasa, đây là thương hiệu làm kéo đã tồn tại trên 110 năm. Chikamasa ra đời vào năm 1910, đến nay đã tồn tại hơn 110 năm nha các bạn. Chikamasa mang đến cho chúng ta kéo tỉa cành và kéo cắt hoa giá chỉ từ 149.000. Bên cạnh những thương hiệu lớn thì ngày hôm nay chúng ta còn có một thương hiệu khác, đó là Toto. Toto là một thương hiệu vô cùng nổi tiếng tại Việt Nam với giá cả cực kỳ phải chăng. Toto chúng ta có bộ lục giác đầu bi chính chi tiết Toto.
bộ chỉnh chìa lục giác Toto tất cả chỉ đồng giá 59 nhân. Bộ mũi khoan kim loại 12 chi tiết Toto với giá 69 nhân. Xin lưu ý là 69 nhân, các bạn có nghe 12 mũi khoan kim loại nha các bạn, vô cùng lời luôn, chỉ có 69 nhân thôi. Bộ mũi khoan gỗ 5 chi tiết của Toto có giá là 29 nhân. Bộ mũi khoan bê tông 5 chi tiết chính hãng của Toto có giá 49 nhân. Đồng hồ vạn năng Toto 299 nhân. Cần chữ T Toto 49 nhân. Bộ tút nơ vít dẹp và bạc kè 8 chi tiết của Toto có giá 99 nhân. Ngoài ra Toto còn mang đến cho chúng ta mở lết ràng 10 inch, súng bắn silicon, cưa tay lá liễu, búa nhổ đinh, chiến cước thẳng, ổ cắm điện ba chấu có đèn bảo, mũi siết vít ba ke hai đầu, cưa sắt và nóng bảo hộ lao động, tất cả đều là chính hãng của Toto và có giá chỉ từ 29 nhân thôi. Duy nhất trong ngày hôm nay bán phụ kiện đồng giá chính hãng từ những thương hiệu lớn trên thế giới. Những thương hiệu được nhập khẩu từ Đức, Mỹ và Nhật như Boss, Makita, Fujiya và Stanley.